nay là Kim Hòa Fashion xin chia sẻ một cái clip ha, vào cửa hàng shop quần áo ở trên đường Lê Tự Tài đối diện với lại khu chợ Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú Nhuận nha các bạn. Và đây là một cái shop bán đầm thanh niên, thiếu niên, trung niên đầy đủ. Bây giờ mình sẽ vào trong mình xem nha. Thì ở đây là cái mình giải nó xô hay đuổi hay là con gì đó mà mặc thì cũng chắc cũng mát, nhưng mà có nhiều loại nó cũng hơi dày đó, như cái áo màu đen này ha, thì rất là đẹp. Đây các bạn hãy nhìn thử nha, nó có nhiều màu ha, màu này là màu cam nè, màu hồng nè, thì nó chỉ có một kiểu nhưng mà nó có nhiều màu, mình là tha hồ mình lựa. Nhưng mà theo như mình thấy thì những cái kiểu này á, là tuổi trung niên mà không có được, tuổi thanh niên. Còn cái áo màu tím này đẹp quá ha đó. Nhưng mà có cái là tại vì mình không mặc được mấy cái kiểu này các bạn, bởi vì nó sát cái tay quá, sát nách quá, mình thấy không có, tuổi của mình không có mặc hợp những cái kiểu như thế này. Còn ở phía trên này nè, cái đầm bông dưới này á, là ở phía trên này là áo đồ bộ đầm bông thì được, có tay cũng lịch sự, mình có thể mặc ở nhà được. Đấy, mình vào trong mình thử cho mình kiếm thử coi có cái nào mà vừa với mình đi. Còn mấy cái này sao cái nào cũng sát hết hết trơn. Rồi được rồi. Dạ cho cái dắt cái bóng này đó. Dạ dạ. Sáng nay con mới thôi, người ấy mua cái nằm ca đâu. Bà quả mới đang coi mẹ cái chàng vô. Trời ơi thiệt. Không phải. Con mới mua cái nằm ca đâu giống cô. Ta nói bà hỏi sao mà. Rồi cái áo gì thế? Cái đồng này con mặc cho bà mua lên hết cái màu vàng hồi nãy thôi. Màu vàng hả? Tao không thể nào tao thử ở đây được ra. Nóng lắm. Không có thử đâu.
nóng có cái gì muốn thử nó thấy nóng được á. Cái này cũng dễ thương thì quà này mày đo cho tao cái chỗ này đi kia. Không quỷ cái đó nó hợp với quà thôi. Tao cái này đi, tao tức cái bụng không? Quà thử cái này đi. Coi cái này mở ra bao nhiêu, hai lớp mở ra cái này nè. Cái này lớp nó mở ra cực không chăng ơi. Ra hết đi tao coi. Đi mồ hôi không? Bán đồ nít nè. À. Trời ơi, trong nhà với nhau mà đi lộn. Quấn rồi, quấn hết rồi. Trong nhà nhau đi lộn. À, coi coi. Đâu quấn lộn. Cũng tức con đập đồ. Được không? Thấy thoải mái không? Không thoải mái. Không thoải mái hả? Thoải mái là không có. Thích không? Thích không? Thích rồi chị Hoàng mua cho con cái. Mua đi, lấy đi, chị Hoàng trả tiền. À, bà thường cúng cái gì? Hả? Được. Cái số nó vừa không? Mẹ. Mấy bữa là mẹ đi biển. À, đúng rồi, đi biển. Đẹp á. Ừ, đẹp chung. Mấy bữa nữa là mấy bữa đẹp á. Đúng rồi, đi biển. Đẹp á. Trẻ trung. Không vừa đó chứ ha. Vừa ha, nhưng mà thật mình cảm thấy thoải mái là được rồi. Đó à, được. Để nhìn đi cô đi chợ này. Ủa tao có mặn sao không mà nhận nói em đi chợ mà đòi tao bằng được cái màu đỏ mà cô Hương lấy hôm trước mà cái màu này thấy đâu mấy tháng. Ê cái màu đỏ này nè. Lấy còn mấy tháng trước rồi mà coi chịu nổi không? Cầm đi cầm chậm mà cầm chậm nha bà Hoa. Đang quay đó. Tao thấy còn treo ngoài á nhưng mà cái chữ đó tao có lấy mà tao lấy sọc đỏ cái đó tao. Em thấy sọc đỏ đâu có đẹp đâu. Em thấy nó dày vậy tao nói tao không biết ra đẹp hay không nhưng mà tao thích thấy tao thích tao lấy sọc đỏ tao lấy sọc đen tưởng sao nó nói vậy mà nhà giờ nó ra nó hỏi mày đẹp không sáng nay là đứng nói hoài mà cái này chắc đẹp là lấy cái sọc đỏ về đi cho bà lấy con keo lọc không. Màu đỏ em, màu đỏ em. Màu đỏ hả? Ừ. Màu về. Cái màu đỏ đúng không ạ? Đúng rồi, cái này nó hợp với quà hơn. Hợp ha. Bông nhu nhu không ai mua thì nhớ luôn. Ở nhà cũng thả mới. Màu tím. Có thử size mò chưa? Có thử size mò đó chưa? Chưa. Thế là thử size mò. Nó cốt con nhìn thấy nhiều quà mặt này được không? Dạ được. Cái này thả mái này vậy? Thoải mái đang nhập cái bom có năng lượng cái bom đưa gì cũng quay quái này ghê. Cộng vô bóp cho cô 10 ngàn 20 ngàn vậy thôi cô. Nghe nè, cái này á. Thì hàng chợ mà giá khoảng 200 mấy 300. Giá đó mình mua mặc cũng được. Thôi bây giờ về nha các bạn, nắng quá nắng luôn. Giờ thì về nhà chứ. Rồi không có mua được cả nhà ơi. Chỉ mua được duy nhất có một đôi dép thôi. Đó thì thử tới thử lui thì cũng mua được một cái đầm á cho Cúc. Đó đó các bạn, đi ra ngoài chợ mà buổi trưa mà 10 giờ 11 giờ nắng ở Việt Nam mình nắng chói chang, còn có nóng bức á, thử rồi mà mồ hôi nó đổ ở trong người ngập ngập luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng thì mình không có mua được bộ nào là tại vì cái shop đó là chỉ bán những cái đồ mà của tuổi thanh niên nhỏ nhỏ mà mình tuổi già rồi sao mình có để mà mình
Thôi không mua được, chỉ mua có một đôi dép mang nhà thôi. Rồi thôi, hôm nay clip này tạm thời mình xin khép lại nha. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ nha. Ngày cuối tuần.